Xin chào tất cả mọi người. Một ngày mới lại bắt đầu. Ngày hôm nay sẽ là một ngày vô cùng bận rộn của Lê Việt Hùng. Hãy cùng xem là ngày hôm nay trong ngày bận rộn có gì vui, có gì thú vị. Hãy cùng bắt đầu với Lê Việt Hùng nhé. Xin mời. Ngày hôm nay thì Hùng sẽ nhận lời Châu Hình cho hai chương trình. Một là một chương trình talk show cho đài truyền hình SDC. Và hai là Hùng sẽ nhận lời làm khách mời trong một chương trình ca nhạc trực tuyến với dòng nhạc của nhạc sĩ Trần Thị Thanh và nữ ca sĩ Mỹ Lan, vợ của nhạc sĩ Trần Thị Thanh thực hiện. Và sau đó thì Hùng sẽ đi dự sinh nhật của một cô bạn. Và xin mọi người biết là nghệ sĩ mà trước khi đến các chương trình tôi mình sẽ phải make up đúng không? Bây giờ thì sẽ các bạn người Hùng sẽ ngoạ mặt một tí xíu nhé. Lát nữa khi Hùng make up và làm tóc xong Hùng sẽ gặp lại tất cả mọi người. Còn bây giờ Hùng không thể quay vấn đề Hùng make up như thế nào để giữ lại. Và bây giờ thì Hùng đã ra xe, chúng ta sẽ đến với điểm thu hình ngày hôm nay cùng với Lê Việt Hùng nhé. Và đây là ly trà yêu thích của Lê Việt Hùng, Hawaii Food Green Tea. Ok, bây giờ đã có nước ngon rồi, chúng ta sẽ di chuyển đến studio nhé. Sẽ có một ngày Hùng sẽ làm cái video về những món ăn, những loại nước uống mà Hùng rất yêu thích xong nhé. Ngày hôm nay thì em này chỉ là vai phụ thôi. Ok, vai chính sẽ là thâu hình cho đài SDC và lên cái chương trình ca nhạc với nữ ca sĩ Mỹ Lan về dòng nhạc Nhật Trường Trần Thị Thanh. Ok, let's go. Xin chào tất cả mọi người, Hùng đã có mặt tại studio của nữ ca sĩ Mỹ Lan rồi. Ngày hôm nay thì Hùng rất vui được chị ngỏ ý thâu hình một cái chương trình do chị thực hiện. Đó là Mỹ Lan Show, chị là SDC ha. Cái show đầu tiên của mình sẽ là show talk show chị hả? Lát nữa sẽ đến cái phần chương trình dành gặp Trần Thị Thanh. Hai chương trình khác nhau hoàn toàn mọi người nhá. Ok, bây giờ chúng ta chuẩn bị vào phần thâu talk show trước. SDC. Ok, một studio rất là đẹp. Sắc rất là long lanh và mọi người chuẩn bị rất là chuyên nghiệp. Ở đây cũng có cảm giác như Hùng đang trở về nhà, bởi vì là ngoài chị Mỹ Lan là một trong những mà chị em làm chung đài với nhau này, có rất nhiều kỷ niệm với nhau này, thì ngày hôm nay Hùng còn có một cái surprise rất là lớn, đó là Hùng gặp lại anh sếp cũ của Hùng cũng có mặt ở đây và thấy anh thì Hùng rất là yên tâm đó. Hùng sẽ đứng vào đây cho mọi người. Đây là anh Fruit. Có anh take care phần sinh cơ hội là rất là yên tâm. Rồi bên kia là anh Richard, đẹp trai kìa đó. Một cái studio đẹp lắm nha, rất ấm cúng cho tất cả mọi người. Rồi bây giờ chúng ta Với mùa Covid này thì mình ở nhà mình làm chương trình văn nghệ cũng vui. Để cho cũng nhớ, rất là nhớ khán giả đúng không em? Dạ. Mình làm những cái chương trình như thế này có thể gặp gỡ được các bạn trên khắp nơi. Ok, rồi chúng ta chuẩn bị thâu hình nhá. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Lát nữa Hùng sẽ quay tiếp cho mọi người coi. Mỹ Lan thân mến, kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình SET với chương trình Mỹ Lan Show. Chúc quý vị trong chương trình hôm nay, Mỹ Lan rất là hân hạnh giới thiệu đến 10 em văn nghệ. Em đã cùng với Mỹ Lan cũng đi hát nhiều show rồi. Và trong những chương trình mà Mỹ Lan tổ chức hàng năm cho cùng với nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiền Thanh, thì em nào cũng có bên cạnh và có lực chỉ là gọi em một tiếng là em đều đến với gia đình liền, đó là nam ca sĩ Lưu Việt Hùng. Thưa mến chào em, Lưu Việt Hùng xin được kính chào chị Mỹ Lan và xin kính chào quý khán giả, xin kính chào. Có thể nói là lâu lắm rồi đó ha, mùa dịch mình là trên 3 tháng nay rồi. Rồi có lẽ là khi chị mới vừa mời em xong cái chương trình Dỗ Nhật Trường, nhưng mà vì vấn đề mà bệnh
nghi ngờ là chị hiện nay thành ra lại không biết mời em đến. Thành ra hôm nay là rất là vui và rất là hân hạnh được mời em lên chương trình số của chị. Và đặc biệt là đấy là sẽ trong cái chương trình dòng nhạc trình thân của chị sắp tới nữa. Ok, vậy là Hùng đã quay sang mình talk show rồi, chúng ta chuẩn bị đến với phần live stream nhé. Không biết là Hùng có nên thay áo hay không, nhưng mà Hùng cũng có chuẩn bị theo một số cái áo luôn, không biết có nên thay hay không. Vâng, thưa tất cả quý vị, vậy là Hùng đã xong phần live stream với những tuyệt phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến Thanh với chị Mỹ Lan. Chào các bạn. Wow, cảm ơn bạn watching nha. Một cái không khí thật là tuyệt vời, với âm thanh ánh sáng rất là perfect. Đó. Thì Hùng đã xong rồi. Đây, Lan Richa. Chào lo về âm thanh ánh sáng hôm nay. Cảm ơn chào Lan Richa. Vị khán giả đặc biệt của chúng tôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì hãy cùng với Hùng tiếp tục chạy qua một cái body nữa của ngày hôm nay nhá. Chúng ta sẽ cùng đi, let's go. Ok tất cả mọi người, vậy là Hùng đã thô hình xong hai show. Một là cho talk show cho đài SET, và hai là cái chương trình live stream hát dòng nhạc của nhạc sĩ Nhật Trường Trần Tiến Thanh. Bây giờ thì mới chạy đến với bước điểm của tối ngày hôm nay, sinh nhật cùng với bạn. Chúng ta đi nhá. Và bây giờ thì Hùng đang có mặt tại địa điểm tiếp theo của ngày hôm nay. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Come on, come. Happy birthday to you, happy birthday to you. Yeah. Hi, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, xanh lá, happy birthday, xanh lá ơi. Woo! Yeah, hấp tấp đi. Gặp biết gặp, hai bên gặp. Woo, xanh lá. Thôi, ngồi đây, ngồi đây. Bất thành viên là uống. Yeah. Bên này xanh lá, bên băng cây này. Chết cảm thấy này làm sao để tôi chốt được nhở? Chết rồi. Có cái nào tôi cũng được bị công tác. Đúng rồi, nếu chuyên nghiệp trong. Hết luôn nè, hết luôn nè, hết luôn nè, hết luôn.